Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Chim Ưng Vlog nhé. Đó, các bạn nhìn thấy đàn ngang của nhà anh chị mình rất là nhiều không? Và quan trọng đây là hai con chó mông cộc đuôi của nhà mình các bạn ạ. Giới thiệu đàn chó, đôi chó mông cộc. Con cọc tịt, một con cọc đó như thôi. Im. Đói, im. Im. Xóa. Xóa. Giỏi, xóa. Xóa. Đây để bóc cho ăn nha. Ngồi, ngồi, ngồi xuống, quên bài à? Đi vào, ngăn đi ra ngăn. Ngồi, ngồi, ngồi cho ăn, ngồi. Giỏi. Đi ra ngoài. Xóa, xóa. Rồi. Ngồi, 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 nằm. Rồi, ngồi. Xóa, xóa, rồi, thôi, thôi. Cái rồi. Ngồi, ngồi cơ mà, nằm. Ngồi yên. Ngồi yên. Xóa. Xóa. Thôi. Ngồi yên. Ngồi. Cái này cái. Yên. Yên. Cái này cái. Im. Ngồi. Bắt tay. Tay. Tay đâu? Tốt, tay này. Tay. Tay. Rồi. Ngồi. Xóa hả? Cái. Con cá này. Ngồi. Nằm. Ngồi.
Rồi, ngồi xuống. Con cá thì anh chị mình nuôi sau mình không huấn luyện được các bạn. Xóa. Xóa. Rồi, rồi. Xóa. Xóa tuôn. Ăn. Nữa sau rồi anh chị mình đẻ mình sẽ bắt một đôi để nuôi. Năm. Năm. Nằm xuống. Ngồi. Thằng cái mà không nghe lời tao à? Xóa. Cái xóa. Cái xóa. Rồi. Cái xóa. Xóa. Rồi. Được. Xóa. Xóa. Em. Xóa. Đứng dậy. Đứng. Đứng dậy mà. Năm. Năm. Yeah.